mua thử cái cơm lam đây. Đó. Thì đây là cái hạt rẻ mà rang bơ đó. Mọi người có thể nhìn thấy này, rất là... Hello, xin chào mọi người. Hiện tại thì mình đang có mặt ở Tam Đảo. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi chợ Tam Đảo nha. Thì là hôm nay mình đến đây thì thời tiết là đang mưa rất là to. Mọi người có thể thấy là cái khung cảnh xung quanh đây này. Đó. Sương rất là nhiều, hầu như là trắng xóa luôn. Thì từ lúc mình đi cho đến lúc lên đây thì trời hầu như là mưa suốt. Đây là phía quảng trường của Tam Đảo. Đó, mọi người có thể nhìn thấy là khung cảnh ở đây thì rất là đẹp đấy. Ok, có nói là khung cảnh rất là đẹp đó. Thì trời mưa thế nhưng mà rất là may thì lại có một cái hiện ra một cái khung cảnh này. Mọi người có thể nhìn thấy này. Đó. Đây là phía công viên của Tam Đảo. Đây là phía trên này, rất là thích hợp để cho mọi người chụp ảnh. Nhưng mà thời tiết thì hơi mưa. Đây sẽ là đứng từ phía trên mà nhìn xuống phía dưới. Đó, mọi người có thể nhìn thấy rõ này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi lên phía chợ ở đây xem là có những cái món ăn gì nha. Đó. Tiết ở đây hiện tại đang xuống là rất thấp đó. Thì đi ở đây mọi người có thể thấy đây, trời thì đang rất là mưa đó. Thì mình sẽ đi kiếm tạm cái gì đó ăn ở chỗ chợ ở đây xem là cái món gì ngon nữa. Mình vừa mới mua thử một ít hạt rẻ rang với bơ ở đây này, bơ đúng không? Mùi rất là thơm. Đó, mọi người này nói này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tiếp tục để xem là có những cái món gì ngon không nha. Hãy subscribe.
Như mọi người có thể thấy thì hiện tại thời tiết thì rất là đang mưa và nhiều sương mù, thế nhưng mà vẫn có rất nhiều các những cái bạn trẻ lên đây để du lịch và trải nghiệm rồi là chụp ảnh ở đây ấy. Mọi người có thể nhìn thấy rõ hơn này, đó, một góc sống ảo rất là đẹp. Ở phía đằng kia thì có những cái cây hoa chuông, ở đây thì là trên nhà thờ, trên Tam Đảo, đó. Bây giờ mình sẽ đứng đây và ăn thử cái hạt dẻ này xem là vị nó như sao nhá. Đó. Thì ở trên đây thì rất là nhiều những cái món ăn mà độc lạ ấy. Thời tiết thì hôm nay đã không ủng hộ cho lắm. Mình chỉ tính là đi lên đây để quay những cái ngôi nhà ma, ngôi nhà hoang. Thế nhưng mà khi mà từ lúc đi lên thì trời nó đã mưa rất là to. Đó. Thì đây là cái hạt dẻ mà rang bơ đó, mọi người có thể nhìn thấy này, rất là vàng. Đó, thì bây giờ mình sẽ ăn thử nhá. Thì cảm giác mà khi mà ăn ấy thì nó hơi khô một chút. Thế nhưng mà có một cái vị bùi bùi béo ngậy. Nó gần giống như kiểu hạt mít ấy. Đó. Ăn rất là béo, ngon. Thì lát nữa mình sẽ xuống dưới kia, mình sẽ đi tìm thêm một vài món độc lạ nữa để cho mọi người xem nhá. Đó. Khung cảnh ở đây thì rất là thơ mộng. Những cái quán nhà hàng, rồi quán ăn các thứ thì rất là nhiều. Hôm nay thì là vào ngày chủ nhật cuối tuần đấy, cho nên là những người ta lên đây, người ta du lịch, rồi người ta trải nghiệm rất là nhiều. Đó, chụp ảnh nữa. Bây giờ mình sẽ đi xuống phía dưới, đó. Thời tiết ngày càng đang mưa to đó, chúng ta sẽ cùng đi thêm một đoạn nữa xem là có những gì. Ở đây thì mình thấy là ở đây người ta có bán cái cơm lam này đó. Chơi cái này bán như sau ạ, 10.000 cái à? Cho em 2 cái nhá. Thì mình sẽ mua thử cái cơm lam ở đây. Đó, mọi người có thể nhìn thấy này. Chị ơi, anh chị lấy bao nhiêu? Cho em 2 cái đi. Một cái xanh với một cái tím này đi. Một cái cẩm, một cái cốm đúng không ạ? Anh mình nghĩ là 50. Cơm lại.
thì khá là mưa đó. Khung cảnh thì xung quanh toàn là mây, mịt mù luôn. Dạ thôi, để tí nữa em đang đi quay em một tí nhá. Vâng. Thì đợt trước mình có nghe nói ở đây thì là có một cái phiên chợ đêm đó, thì là chuyên bán những cái đồ ăn vào buổi ban đêm ấy, rất là đẹp. Thì thế nhưng mà hiện tại thì đã bị phá rồi và đang xây một cái khách sạn ở đó, thì là hiện tại thì không còn cái chợ đêm ấy nữa. Ở đây thì mình có mua được một hai cái ống cơm lam và một chút cái hạt rẻ ấy. Đó thì bây giờ mình sẽ cùng xuống phía dưới đây để mình ngồi ăn ở tại quảng trường này luôn. Đó. Hiện tại thì mình đang ngồi ở chỗ quảng trường đây rồi. Đó thì bây giờ mình sẽ ăn thử cái ống này xem là nó có vị như sao nha. Cái này là phải bóp ra, thì mình cũng lần đầu mình ăn thử cái món này ấy, thì cũng chưa biết là vị nó như sao. Đó. Và một điều lưu ý cho mọi người mà muốn đi lên đây du lịch ở trên Tam Đảo ấy, thì trước khi mà mọi người vào một cái quán nào đó ấy, thì mình nên hỏi giá trước nhá, để tránh mà bị đắt đấy. Đây. Thì ở trong thì có vẻ giống như xôi. Đó, mọi người có thể nhìn thấy này, một cái màu xanh. Thì sau một hồi mà mình bóc ấy thì nó đã rời ra được rồi đó. Bây giờ mình sẽ cùng ăn thử nhá. Đây, sẽ ăn thử cái đoạn đầu này. Thì hơi, cái này thì nó hơi cảm giác hơi dính ấy. Đó, ở trên thì có một chút dừa. Khi mà ăn thì nó cũng không khác gì xôi bình thường của mình, nhưng mà nó có một cái mùi vị thơm của lá dứa và cái mùi béo ngậy của cái dừa ở trên này này. Đó. Thì mình thấy là hình như là ăn cái này thì cần phải có một cái muối để chấm ấy. Thì không biết là có hay không, nhưng mà ăn thì cũng khá là ngon đấy. Mình vừa mới giới thiệu cho mọi người xem là ở trên Tam Đảo và đi chợ phiên mà vào cái ngày mà mưa gió và nhiều mây thì như sao rồi nhá. Đó. Thì bây giờ thì chắc là bọn mình sẽ phải đi xuống, tại vì trời hiện tại thì mưa ra là mưa rất là to á, và không có dấu hiệu ngừng. Đó thì mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của mình. Nếu mà thấy hay ấy, thì hãy nhớ ấn like và đăng ký kênh. Cũng như là các bạn nào mà có yêu cầu và muốn mình đi quay tại một cái địa điểm nào đó ấy, thì hãy comment xuống phía dưới bình luận, mình sẽ đọc và thực hiện từ tay nha. Xin chào mọi người.